Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm một ca dương tính với COVID-19 tại thị xã Mỹ Hào là trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Trường hợp này có địa chỉ ở tổ dân phố Nghĩa Lộ, phường Phùng Trí Kiên, thị xã Mỹ Hào, có lịch sử dịch tễ tiếp xúc với bệnh nhân 3063, được đưa đi cách ly tập trung từ ngày mùng 6 tháng 5, xét nghiệm lần 3 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy đến nay, Tỉnh Hưng Yên ghi nhận 31 bệnh nhân COVID-19, trong đó thị xã Mỹ Hào 15 ca, huyện Quái Châu 14 ca và huyện Phù Cừ 2 ca, không phát sinh ổ dịch mới. Trong công tác chỉ đạo điều hành phòng chống dịch, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, trong đó phân loại 5 cấp độ dịch và có phương án ứng phó cụ thể đối với từng cấp độ. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ban hành kế hoạch phương án xử lý tình huống khi có ca mắc COVID-19 trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong đó đặt ra 4 tình huống cụ thể cùng các biện pháp ứng phó theo từng tình huống. Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn yêu cầu người đang sinh sống làm việc tại vùng dịch hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, nhất là công nhân tại 4 khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu, Đình Chám, Song Khê, Nội Hoàng tạm thời không về tỉnh Hưng Yên. Đồng thời, người đang ở Hưng Yên tạm thời không đến về tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Trong trường hợp đặc biệt cần thiết đi về giữa các địa phương trên thì phải khai báo y tế thông báo với thủ trưởng đơn vị chủ doanh nghiệp trưởng thôn tổ trưởng tổ dân phố